Loại thực phẩm nào càng ăn càng đẹp da? Bác sĩ Võ Đại Dương xin kính chào quý vị các bạn. Có bao giờ các bạn muốn là mình biết được những cái thực phẩm nào mà chúng ta càng ăn thì da chúng ta lại càng đẹp hay không? Với việc mà chúng ta biết những thực phẩm đó thì chúng ta sẽ trang bị những loại đấy, chúng ta mua những loại đấy tích trữ ở trong tủ lạnh, trong căn nhà của chúng ta và chúng ta sẽ có những cái làn da đẹp và hoàn toàn dựa vào những liệu pháp dinh dưỡng an toàn và hiệu quả. Vậy thì trong video ngày hôm nay bác sĩ sẽ chia sẻ cho các bạn 6 loại thực phẩm mà chúng ta càng ăn càng đẹp da, rất tốt cho sức khỏe nữa. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay về những loại này. Loại số 1 đó chính là trái cây và rau củ, luôn luôn nhắc lại đúng không ạ? Nhưng mà rất nhiều người trong chúng ta toàn thiếu những loại này thôi, đặc biệt là rau củ. Bởi vì sao? Trái cây và rau củ chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, ví dụ như là vitamin C, và giúp bảo vệ da khỏi những cái tác nhân gây hại và kích thích sản xuất ra collagen, thì chúng ta sẽ có một cái làn da trông tươi trẻ và săn chắc hơn. Các bạn luôn luôn nhớ là những cái chất chống oxy hóa nó có rất nhiều trong những loại thực vật, những loại rau của chúng ta. Và khi chúng ta lựa chọn những loại rau củ để chúng ta ăn và những loại trái cây chúng ta ăn, chúng ta nhớ là nên chọn những loại mà đa dạng màu sắc. Thường kinh nghiệm của bác sĩ là một bữa chúng ta sẽ ăn từ 3 cho đến 5 loại rau và trái cây khác nhau với những màu sắc như là đỏ, vàng, trắng, xanh đúng không ạ? Đặc biệt là những loại có màu sẫm, xanh đậm thì nó rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Thì chúng ta hãy nhớ là ăn đầy đủ và ăn nhiều những loại trái cây và rau củ. Khi chúng ta chọn trái cây thì chúng ta nhớ là có một cái mẹo là chúng ta hạn chế những loại quá ngọt đúng không ạ? Những loại thực phẩm biến đổi gen hoặc là nó lai tạo nhiều đường quá ngọt thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Chúng ta nên chọn những loại trái cây có vị nhạt hoặc là vị chua một chút thì ở thời điểm hiện tại nó sẽ tốt hơn, bởi vì chúng ta đang ăn trong một cái chế độ ăn quá nhiều đường. Đây là cái kinh nghiệm thứ hai chúng ta phải ăn, đó chính là các loại hạt, và hạt chia là một loại ví dụ. Các loại hạt thì có rất nhiều những lợi ích tốt đối với sức khỏe của chúng ta. Nó chứa rất nhiều axit béo omega 3 và omega 6. Nó sẽ giúp cải thiện độ ẩm và đàn hồi của làn da, giúp chúng ta có một cái làn da mềm mại và mịn màng hơn. Những loại omega 3, omega 6, omega 6 là các loại axit béo và nó là cái chất béo không bão hòa, nó rất tốt cho sức khỏe của tim mạch nữa. Vì vậy chúng ta nên tiêu thụ nhiều những loại hạt, đặc biệt là hạt chia. Bản thân bác sĩ thì thường sử dụng các loại hạt mix để ăn vào cái bữa sáng. Chúng ta thêm một chút sữa chua không đường, ăn với lại một số loại trái cây tươi. Đặc biệt là những người mà đang trong tình trạng là muốn tăng cân thì chúng ta có thể sử dụng những loại trái cây khô và mix nhiều loại với nhau. Thì đây là những loại thực phẩm mà chứa nhiều calo, và đặc biệt các loại hạt thì lại chứa rất nhiều chất dinh dưỡng nữa. Các bạn có thể ăn những loại này, và nhớ là những loại thực phẩm này chúng ta càng ăn thì chúng ta sẽ có một cái làn da càng đẹp. Thứ ba đó là các thực phẩm mà chứa nhiều chất xơ. Những cái thực phẩm chứa nhiều chất xơ như là yến mạch, lúa mạch, lạc vân vân, thì những loại này nó sẽ giúp giảm sự viêm nhiễm trong cơ thể, bảo vệ da khỏi cái sự suy giảm về miễn dịch. Những thực phẩm chứa nhiều chất xơ thì chất xơ lại là một loại chất mà cơ thể chúng ta không hấp thu được. Tuy nhiên thì nó rất cần thiết để tạo khuôn của phân cũng như là duy trì cái hệ vi sinh của cái đường ruột. Và khi chúng ta có một cái hệ vi sinh ở trong đường ruột khỏe mạnh thì cơ thể của chúng ta sẽ khỏe mạnh. Vì vậy chúng ta luôn luôn chú ý đến những nhóm thực phẩm mà có chứa nhiều chất xơ, hoặc là chúng ta có thể bổ sung những loại thực phẩm chất xơ hòa tan cũng có bán rất nhiều ở trên thị trường. Thì những loại chất xơ này ngoài cái tác dụng là giúp chúng ta có một làn da đẹp, chúng ta có thể là nó lâu hơn và hạn chế hấp thụ quá nhiều đường, và còn có thể giúp giảm cân nữa. Chỉ là có một cái chế độ ăn chuyên biệt để nói về những loại thực phẩm ăn tăng cường chất xơ để giảm cân, đó là chế độ F-Blend Diet. Các bạn có thể tham khảo chế độ ăn này ở một video khác. Hãy comment xuống dưới để bác sĩ làm kỹ về cái chủ đề này. Loại thực phẩm thứ tư mà chúng ta cần phải ăn để làm đẹp da đó là sữa và các cái sản phẩm từ sữa. Vì sao ạ? Các cái sản phẩm từ sữa thì chứa nhiều canxi và protein, giúp cải thiện cấu trúc da và giữ cho cái làn da khỏe mạnh. Nhưng có một cái lưu ý là chúng ta hãy chọn những cái sản phẩm từ sữa và mà nó loại bỏ đi cái phần chất béo. Có nghĩa là những cái sản phẩm này nó sẽ ít chất béo hơn, nó tách chất béo ra rồi. Thì ví dụ như là phô mai chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng những loại sản phẩm này, hạn chế ăn những thực phẩm sản phẩm từ sữa mà chứa quá nhiều đường, bởi vì đường sẽ gây ra cái tình trạng lão hóa da rất là nhanh. Chúng ta hãy chọn những loại ít đường hoặc không đường
và ít chất béo thì nó sẽ rất tốt cho cái cơ thể chúng ta khỏe mạnh cũng như một cái làn da khỏe mạnh. Loại thực phẩm thứ năm càng ăn càng đẹp đó chính là các loại hải sản. Bởi vì sao? Các loại hải sản như là cá hồi, cá ngừ, tôm, sò, hàu thì chứa rất nhiều chất béo, omega 3 và protein cũng như là kẽm, thì nó sẽ giúp tăng cường cái hệ thống miễn dịch. Omega 3 thì tăng cường độ ẩm, protein thì giúp là cái nguyên liệu tổng hợp collagen, nó giúp tăng cái độ đàn hồi của da và giảm sự xuất hiện của các cái nếp nhăn. Thì cái thực phẩm này nó cũng rất tốt cho cái sức khỏe của làn da. Các bạn hãy chú ý khi chúng ta chân phân chia cái thực đơn ở trong tuần, chúng ta chú ý lựa chọn những loại cá hoặc là hải sản thay vì chúng ta ăn quá nhiều những loại thịt đỏ, những cái chất béo bão hòa như là mỡ mỡ các loại gia súc ấy, thì nó sẽ không tốt cho cơ thể chúng ta nhiều. Và loại thực phẩm số 6 các bạn nên chú ý đó chính là các loại trà xanh. Trà xanh thì chúng ta có thể uống thường xuyên, như là cái uống túc tắc trong cả ngày, không nhất thiết là chúng ta phải uống ở trong bữa ăn, nhưng mà trà xanh chúng ta hãy chọn những loại mà không có chứa đường hoặc là chúng ta có thể tự nấu nước uống. Nếu như bạn mua ở bên ngoài thì hiện tại trên thị trường cũng có rất nhiều những loại trà mà không đường. Thế thì trà xanh nó chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và EZCG đúng không ạ? Thì đây là những hợp chất rất có lợi cho sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là chất chống oxy hóa nó sẽ giúp bảo vệ da khỏi cái tác nhân gây hại và tăng cường sự đàn hồi của da. Bởi vì da chúng ta sẽ luôn luôn tiếp xúc với môi trường bên ngoài, đặc biệt là ánh nắng mặt trời, mà ở Việt Nam chúng ta là đất nước gọi là nhiệt đới gió mùa, thời gian nắng nóng ở trong năm rất là nhiều. Vì vậy sẽ rất dễ bị lão hóa da, tổn thương da do các tia UV và gây ra những cái chất oxy hóa gây tổn hại làn da. Vì vậy những chất chống oxy hóa đặc biệt là trong trà xanh có rất nhiều thì rất tốt cho cái làn da của chúng ta. Thì sáu loại thực phẩm này chính là những loại thực phẩm mà chúng ta càng ăn thì chúng ta lại càng đẹp da. Nhưng điều quan trọng là chúng ta luôn luôn có một chế độ ăn uống lành mạnh và hạn chế những thức ăn xấu, thức ăn không tốt cho làn da nữa. Nếu như bạn muốn tìm hiểu kỹ về những loại thực phẩm nào chúng ta cần phải tránh, đặc biệt là phải tránh để có một làn da đẹp, thì các bạn hãy comment xuống dưới, bác sĩ sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn. Còn bây giờ thì xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu như bạn đang xem video này trên YouTube và thấy nó thực sự hữu ích thì tại sao lại không để lại một like và nút đăng ký kênh để nhận được những video tương tự tiếp theo từ bác sĩ và bình luận xuống những quan điểm của bạn nhỉ? Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy ấn vào hình tròn chính giữa màn hình hoặc xem hai video đề xuất ở hai bên.